này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chọn được một trong những con Axie ngon, cùng với đó là bôi được một cái team để có thể đi đấu PvP hoặc là PvE tốt ha. Thì trước khi đi vào nội dung video thì những anh em nào chưa biết về cái game này thì có thể theo dõi ở trên kênh YouTube của mình là Live Việt Nam, và trong phần danh sách phát ha, anh em có thể xem ở trên danh sách là game Axie Infinity. Đây là một cái game blockchain mà anh em có thể chơi và nhận token. Thì cái token trước đó list trên Binance là AXS. Sau khi list Binance được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ngày ha, một tuần, thì giá hiện tại đã là x2 ha, đã gấp 2 lần. Đây là token AXS mà sau này anh em chơi sẽ chơi trên game anh em sẽ nhận được. Cùng với một tin đó thì Binance sẽ tiếp tục là sẽ niêm yết cái token là SLP ha, của Axie Infinity ở khu vực Innovation Zone vào tối ngày hôm nay là ngày 10 tháng 11. Thì sau cái tin này thì anh em có thể xem được là cái giá, để mình mở giá của đây ha, giá của SLP ngày hôm nay đã tăng 100%, tăng rất là mạnh sau cái tin này. Một cái tin rất là tốt cho game này ha. Một cái tin vui nữa đó là theo như công bố của chính Axie Infinity luôn, thì hiện tại số người chơi hàng tháng đã đạt con số là 10.000 ha, trong đó thì con số người chơi hàng tuần là khoảng 5.000 và trong một ngày là khoảng 1.780 người chơi. Rồi một cái tin nữa đó là mùa PvP thứ 13 đã chính thức bắt đầu, và ở mùa này thì anh em sẽ nhận được cái token là AAVE ha. Game này đã cộng tác với AAVE và đây là số phần thưởng khi anh em nhận được ở top 1 là sẽ là 6.000, anh em đọc ha, 6.000 MAAVE sẽ tương ứng với 6 AAVE, và những cái token còn lại thì đây AAVE là một cái token đang đứng thứ 33 ở trên con Gecko và đang có giá là 62 đô. Thì anh em xem cái token này đang có một cái sự tăng trưởng rất là kinh khủng ha. Mình chưa biết có tin gì nhưng mà từ đấy ha, trong vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày hôm nay đã bùng lên rất là mạnh, 135%. Và theo như nhiều nguồn tin thì con này đang sắp tới sẽ có nhiều tin hot và nó sẽ có boom nữa, thì cá nhân mình cũng đang giữ một ít đồng này để có lời sau này thôi. Rồi mình sẽ tắt bớt những cái này đi. Đó là những cái thông tin về game trước khi mà mình đi vào nội dung video. Rồi để bôi được một cái team mạnh và một anh em phải hiểu được là cấu tạo của một con Axie gồm những gì. Ở đây mình sẽ nói nhanh thì một con Axie nó gồm có 6 bộ phận là mắt, tai, lưng, miệng, sừng và đuôi. Rất là dễ ha, ở cái đường link mình để những cái video trước á, anh em vào ví dụ vào Marketplace đi, anh em bấm vào một con Axie bất kỳ thì anh em sẽ thấy gồm có 6 bộ phận này ha: body part là mắt nè, tai nè, lưng nè, ví dụ như lưng này anh em thấy đây một củ cà rốt nè, miệng, sừng nè và đuôi. Đấy. Rồi mình sẽ nói tiếp. Mỗi con Axie, mình sẽ gọi là một con pet để cho dễ ha, sẽ gồm có 4 chỉ số, mặc định là 4 chỉ số, và tổng của 4 chỉ số này là 140 điểm. 4 chỉ số gồm là máu, nhanh nhẹn này, skill và điểm là điểm công. Thì 4 mặc định ở trên này nè. Đây là điểm số mặc định của tất cả con pet ha, và khi anh em cộng lại ở cái điểm này thì anh em sẽ được 140 điểm. Mỗi con pet nó sẽ thêm 6 bộ phận, mỗi bộ phận cộng thêm 4 điểm. 6 bộ phận như mình nói dưới đây ha. Thì tổng các điểm lại là 164 điểm. Anh em phải hiểu trước về cái cấu tạo của con thì từng con pet, rồi mình sẽ đi sâu vào cách chọn những con pet tốt ha. Là 164 ha, chỗ này mình viết nhầm. Để mình sửa lại. Rồi. À, 4 bộ phận cuối nó chính là 4 cái thẻ bài hay gọi là 4 cái skill của con pet đó. 4 bộ phận cuối là 4 bộ phận ở dưới thôi anh em. Đây. Trừ hai cái mắt và tai ra thì bốn cái này là bốn cái thẻ bài, anh em thấy không? Thẻ bài tulip này là tulip, thẻ bài silent silent đây, bộ phận cái sừng thì nó có thẻ bài này, và cái tai đuôi thì có bộ cái thẻ bài này. Thì tất cả các con pet đều như vậy anh em ha. Đây là cấu tạo của những con pet mà
tất cả những con đều giống nhau anh em ạ. Đấy, anh em phải hiểu cái này trước rồi anh em mới đi được. Tiếp theo anh em phải hiểu một chút về thế mạnh hoặc là điểm yếu của từng con pet khác nhau. Ví dụ ha, ví dụ con plane. Plane là con anh em lên chợ này, market plane này. Anh em chọn vào plane này. Đấy, thì nó sẽ ra những con plane. Thì những con này á, thiên về là nó chỉ tăng thôi, có nghĩa là nó chịu đòn. Con này thiên về rất là trâu, chịu đòn. Ví dụ anh em muốn chọn một con mà chỉ đam thôi ha, thì chọn con biết là con thú. Tiếp tục ha, bớt bớt là con chim, thì con này chỉ thuần về nhanh nhẹn thôi, chỉ số nhanh nhẹn con này rất cao. Mình quay lại cái bảng này cho anh em thấy ha, đây là con plan này với điểm máu là cao nhất 43 này, best này với điểm tấn công là cao nhất 43 này, con chim này với điểm nhanh nhẹn cao nhất là 43. Ngoài ra anh em xem lại á thì đây, mình sẽ đi tiếp từng con tiếp. Ví dụ như con búp thì con này á nó không chuyên về một cái nào hết, mà nó mạnh cả ba cái là vừa thủ được, vừa hỗ trợ được và vừa đem được luôn. Nhưng anh em phải hiểu ha, ba chỉ số đồng đều có nghĩa là nó thủ không quá mạnh, hỗ trợ cũng không quá mạnh và đem cũng không quá, không có gì quá đặc biệt cả. Vì là nó không có một cái gì đặc biệt, nó chỉ là mạnh đồng đều thôi. Và tương tự ha, với một con aquatic thì nó cũng có vừa thủ vừa nhanh nhẹn và vừa hỗ trợ. Skill ở đây là hỗ trợ ha, anh em phân biệt là cái điểm skill này là hỗ trợ, còn cái này mới là đem nè. Đấy, anh em tránh bị nhầm lẫn. Ví dụ con reptile là con bò sát thì nó cũng có thủ nhanh nhẹn và đem. Thì những cái dòng ba con như vậy á thì nó đồng đều thôi, chứ nó không có cái một cái điểm nào là nổi bật cả. Và ba con cuối ha, con down, con dust với con med, thì ba cái dòng này á thiên về hỗ trợ nhiều hơn, nhưng mà trên chợ rất ít có con ngon. Chưa có nhiều người lai tạo ba cái giống này ha. Đây là giống một hai ba giống này. Ví dụ anh em xem nè, plan nè có tới 3.800 con nè, còn bit cũng 3.500 con, những cái dòng chim chẳng hạn thì một cũng 1.800 con ha. Nhưng mà đối với những dòng này anh em xem những cái số lượng của nó rất ít. Ví dụ như con Down thì chỉ có 214 con thôi. Dòng Dust hơn 300 con. Và dòng này cũng vậy. Thì 267 con. Ở trên chợ, đây là trên chợ, họ bán những con này. Nhưng mà trên chợ hầu hết là những con cùi bắp, không có con nào ngon cả. Nên mình sẽ hạn chế nói ba con này, mình sẽ nói 6 con này thôi. Rồi, đây anh em hiểu qua từng dòng nó có những cái mạnh như thế nào và yếu như thế nào. Anh em hiểu ví dụ như con này chỉ tăng thì nó đam thôi, còn những chỉ số còn lại nó rất là yếu. Hoặc là con này ha, đam rất là mạnh nhưng mà những chỉ số như là máu rất là yếu nè, nhanh nhẹn không có, cũng chẳng hỗ trợ gì cả. Nó chỉ thiên thôi, thiên và đam thôi. Nếu ví dụ xếp một con đam này thì phải xếp ở dưới cùng để cho nó tránh bị dính đòn ha. Chim á thì nó nhanh nhẹn, nó thiên về là ra skill trước. Đi đánh mà đi đánh nhau PvP rất là lợi ha. Ra skill trước, và những con chim này á, nó có một cái là nó chuyên đánh những con đem mạnh này. Đấy. Nó có những cái skill như là chuyên đánh những con đứng sau cùng, hoặc là chuyên đánh những con mà thủ yếu nhất. Thì thường trong một team những con đem mạnh là những con thủ yếu nhất, thì đó là một cái lợi thế của chim. Rồi. Tiếp theo ha. Mình định nghĩa một con Axie tốt, một con pet tốt là một con mà phải đúng cái nhiệm vụ anh em muốn bùi nó như thế nào ở trong cái team của mình. Anh em phải xác định là tùy vào anh em đi PvP hay là đi PvE, anh em phải đi anh em mới hiểu được là cái team của mình đang cần vị trí nào, đang cần skill nào. Tiếp theo ha, tùy vào đối thủ nữa. Ví dụ như đi PvE đi, để làm nhiệm vụ đó, thì có một cái ải nó khác ải một ải này, nó khác ải kia ha, nó có những cái con quái vật nó khác nhau thì tùy cái cách sắp xếp. Đó. Ví dụ một cái ải mà nó hồi máu liên tục thì anh em cần phải sắp xếp những con đem mạnh vào đó. Nhưng mà một cái ải mà nó toàn những con mà đem rất là mạnh thì bắt buộc trong team phải có hai con thủ. Ví dụ như vậy ha, đó, mình ví dụ cho anh em hiểu. Đây là tùy vào cách sắp xếp đội hình, thì cái này anh em phải bắt buộc phải test rất là nhiều, như mình nói ở những video trước, không có cách nào để mình biết được là sếp nào ngon cả, mình phải thử. Mình đi đánh tầm 100 trận để anh em biết thôi. Rồi, tùy vào cách
các skill ở trong một cái team, ba con này nó hỗ trợ cho nhau thì nó mới định nghĩa được là một con pet tốt hay không tốt. Đấy, mình chỉ nói là đúng nhiệm vụ thôi. Và cuối cùng là anh em test test và phải test rất là nhiều. Nhìn mình đi tiếp ha. Sơ qua anh em phải hiểu vậy, rồi mình sẽ nói sâu thêm một chút, đó là một con axis tốt ha. Thì những cái bộ phận của nó phải cùng một dòng. Đây, mình sẽ quay lại. Mình lấy ví dụ anh em muốn tìm một con plan đi, là một con thủ. Anh em bấm vào đây. Anh em xem 6 bộ phận của nó thì anh em thấy nè, nó có mắt của dòng plan. Đấy, anh em thấy, mắt nó màu xanh của dòng plan. Nhưng mà nó lại có tai màu xanh da trời, màu xanh da trời là của aquatic. Thì khi mà kéo xuống ha, anh em thấy là bộ phận aquatic thì nó sẽ cộng là một điểm máu nè, 3 điểm nhanh nhẹn. Nó lại có cái lưng màu tím là của con màu tím là của con bò sát ha, nó lại cộng 3 máu, 1 nhanh nhẹn. Nó lại có cái miệng màu hồng là của con chim, lại cộng 3 nhanh nhẹn và 1 công. Thì anh em phải quay lại nó hỏi là anh em có cần cái điểm những cái điểm nhanh nhẹn này không, khi mà tự nhiên nó có một bộ phận của aquatic với một bộ phận của con chim này vào cộng mất 6 điểm nhanh nhẹn rồi, trong khi anh em cần một con này để mà thủ. Đấy, anh em phải quay lại anh em hỏi nó có cái tai của cũng của con chim luôn, lại cộng thêm 3 nhanh nhẹn nữa. Thì anh em thấy à, con này tự nhiên cái điểm nhanh nhẹn rất là cao nhưng mà những cái điểm phòng thủ lại không có. Và tiếp nó có cái đuôi của màu vàng là cái đuôi này của con thú, nó cộng 3 điểm công, 3 điểm công và 1 điểm nhanh nhẹn. Thì anh em quay lại đây ha, anh em phải hiểu là anh em mua con đó để làm gì. Em trước khi em mua em phải xác định là con này anh em để cho nó chuyên về phòng thủ hay là vừa phòng thủ vừa tấn công rồi vừa hỗ trợ. Đấy, anh em phải hiểu như vậy. Ví dụ như anh em chuyên vào phòng thủ mình sẽ ví dụ luôn chuyên thủ đi, thì anh em phải tìm được ít nhất là 5 bộ phận. Laptop mình bị kẹt phím A, 5 bộ phận cùng loại. Bộ phận cùng loại là sao? Ví dụ như con plane này, anh em mua một con plane chuyên phòng thủ thì ít nhất nó phải có 5 bộ phận đều thuộc dòng plane luôn. Đấy. Mình ví dụ cho anh em một con plane thủ tốt, đó là con này. Nó có tới ha 5 bộ phận đều là cùng dòng của nó. Nó chỉ có một cái tai là của con thú thôi, là hỗ trợ đẹp. Anh em thấy 4 skill bên dưới nè, nó đều là màu xanh, có nghĩa là cùng loại với nó, là đều là thẻ hỗ trợ hết ha, đều là thẻ bơm máu phòng thủ hết. Nó hơi khó hiểu chút nhưng mà anh em tư duy một chút là ra ha. Tất cả các bộ phận nên ít nhất là 5 bộ phận nó phải cùng loại với nó. Một con đem là như thế nào, mình sẽ quay lại một chút. Một con đem là một con mà ít nhất là 5 trên 6 bộ phận nó phải thuộc về dòng đem luôn. Đấy, anh em thấy con này chỉ có 2 mắt này với tai là thuộc đem, mà trong khi đó hai cái này nó 2 bộ phận này lại không có thẻ bài. 4 bộ phận bên dưới có thẻ bài thì lại là con này là của aquatic, con này là của bird, con này là của màu tím này con gì của bò sát. Thì con này đem rất là yếu ha, 4 skill này nó linh đan tinh hết. Đây là một con đem yếu. Một con đem mạnh là như thế nào, mình sẽ cho anh em xem mẫu con. Đây là con đem mạnh, nó có tới 6 bộ phận cùng loại luôn, là cùng dòng beast luôn. Thì thấy là nó cái điểm đam của nó cực kỳ cao, lên tới 61 điểm. Trong khi ha, anh em xem mặc định của con này, mặc định của con mít ha, điểm đam nó chỉ có 43 thôi. Mà con này nhờ có 6 bộ phận này ha, cái điểm đam nó lên tới 61 và 4 skill bên dưới đều là 4 skill đam hết. Đây là định nghĩa một con đam tốt ha. Thì con này không được bán nữa, con này nếu mà ai bán thì chắc là bán một giá khá là cao. Rồi tiếp theo ha, về phần thẻ bài hay là gọi skill á, thì anh em lựa chọn những cái thẻ bài nằm trong thẻ S, thẻ A, tệ nhất là thẻ B thôi ha, còn những cái thẻ nằm ở C, D thì anh em nên bỏ. Thì xem như thế nào ở cái đường link mình sẽ để bên dưới video này, hoặc là anh em vào trong trang là axi này chấm zone này, anh em ở phần guide này anh em chọn cạc tire này.
thì anh em sẽ xem được. Ví dụ như mình xem con thú này ha, thì mình sẽ chọn cái thẻ là bit. Rồi mình sẽ xem tiếp, con này gồm bốn thẻ là, anh em xem cái tên thẻ nào đây ha, single compact nè, xem con single compact nó nằm ở thẻ nào. Đây, một cái thẻ thuộc dòng S ha. S có nghĩa là thẻ thuộc dạng cao cấp nhất, xịn nhất, một thẻ S. Đây, pricing sau. Tiếp tục thêm một thẻ S nữa ha. Mình sẽ xem nhanh ha. Đây, ba thẻ con này đều là thẻ S hết, rất là khủng. Và một cái thẻ cuối anh em xem ha. Thẻ này không tốn skill. Em để ý ha. Nhầm, không tốn mana. Đây, tốn một mana nè, tốn một mana nè, tốn một mana. Nhưng mà cái thẻ này không tốn mana. Có nghĩa là bất kỳ cái turn nào anh em cũng có thể ra skill của con này. Và mình sẽ đọc xem skill này là, mình dịch này ra ha. Nhận một năng lượng sau khi tấn công. Có nghĩa là vừa ra skill không tốn năng lượng nè, mà vừa sau khi tấn công lại được nhận thêm một năng lượng nữa. Đây là một cái thẻ bài rất là khủng. Không phải rất là khủng mà rất là ngon, không tốn năng lượng. Đây là định nghĩa của một con beast, một con thú đam tốt. À, thẻ bài tiếp tục thì như mình nói ở trên đó, là tùy vào cách sắp xếp đội hình và tùy vào cách skill hỗ trợ nhau. Rồi, một cái kinh nghiệm của mình ha, là anh em mua ở trên chợ nó sẽ không có những con pet ngon đâu. Ở trên đó cứ anh em cứ thấy là cứ giá cao là ngon, nhưng không phải đâu ha, anh em đừng có bị lừa. Này không phải là cứ giá cao là ngon, mà anh em nên mua ở trong nhóm. Nhóm nào? Nhóm Discord. Trên Discord này có nguyên một cái channel riêng về Marketplace luôn. Anh em có thể vào đây, anh em xem những cái con ưng ý với mình, và anh em có thể chat trực tiếp với người này, với người bán ha, để deal cái giá. Thì nó sẽ có một cái giá tốt hơn và những con pet nó xịn hơn. Thay vì anh em lên chợ, chợ anh em mua rất là tạp nham, tào lao, và giá nó bị đẩy lên một cách ảo, rất là ảo ha, không đúng với giá trị của những cái con pet này. Link để vào trong nhóm Discord này mình sẽ để ở dưới mô tả video luôn. Rồi, mình sẽ nói nhanh ở đây anh em hiểu ha. Ví dụ như một con thủ chuyên về thủ tốt là như thế nào, là điểm máu phải trên 50 điểm, ít nhất có hai thẻ có khiên trên 70, à, như thế nào ha. Rồi mình sẽ vào, thôi mình lấy mẫu là con này luôn. Này, điểm máu ở trên 50, anh em thấy điểm máu của nó tới 58 lận. Mặc định của con mặc định của con plan này á, điểm máu là 43, mà trong khi nhờ những cái bộ phận này ha, nó cộng máu lên tới 58. Rồi, ít nhất hai thẻ anh em thấy xuống đây ha. Có điểm khiên thì anh em nhìn nè, điểm ở trên là điểm cái kiếm là tấn công, ở dưới cái khiên là phòng thủ. Thì có một điểm phòng thủ là 120 ha, rất là cao. Thì cái này con này á, nó không có hai khiên trên 70 điểm phòng thủ, nhưng mà 50 50 40 cũng là rất là tốt rồi ha. Có một cái thẻ là tới 120 điểm lận. Đây cũng là một con pet complain phòng thủ rất là tốt. Tương tự với một con dam thì cái điểm này nè, nó về trên 50 điểm. Và ít nhất có hai thẻ tấn công ở trên 70 điểm. Đây. Đây là một con dam mà mình thấy rất là mạnh. Nó có tới ba thẻ tấn công này ha, 70, 75, 80, ba thẻ trên 70 điểm lận. Điểm công nó tới 61 là quá mạnh rồi. Ngoài ra thì mình đã phân tích con này là một con rất là mạnh rồi ha. Ví dụ anh em muốn chọn một con chim trong team của mình để chuyên đi tấn công những cái đối thủ ở xa ha, thì anh em phải ưu tiên là nhanh nhẹn, phải trên 50 điểm. Đấy. Thẻ tấn công những đối thủ ở xa như thế nào? Ví dụ bây giờ mình sẽ quay về mình tìm thử một con chim cho anh em xem ha. Mình sẽ ra những cái trang sau sau một chút đi. Nó sẽ ngon hơn những cái trang đầu này. Mình xem con này coi ha. Thường những con chim hay có những cái thẻ đó. Ví dụ con này là điểm nhanh nhẹn lên đến 57 nè. Nó có tới bốn bộ phận là cùng loại nó, anh em để ý không? Bốn bộ phận cùng loại với nó. Và nó có hai bộ phận màu tím. Màu tím là của dòng bò sát. Thì bò sát nó sẽ cộng cho con này được thêm là 6 điểm máu và một điểm nhanh nhẹn, cũng khá là ok ha. Đây là một con chim rất là ok. Rồi, những cái thẻ này á, anh em cứ dịch ra tiếng Việt là anh em sẽ dễ hiểu thôi. Phải muốn sát thương. Cái này coi.
áp dụng tấn công vào mục tiêu. Cái này nó không có thể là tấn công vào mục tiêu sai ha. Thì con này chỉ số thì ok nhưng mà thẻ bài cũng không ngon lắm. Mình xem thẻ bài của con này có ngon không, bằng cách là mình quay lại cái phần này, mình tìm vào thẻ của những con chim nè. Mình xem thẻ bird word. Anh em xem YouTube thì anh em phải tua nhanh ha, mình vừa làm vừa tìm nó sẽ bị tốn thời gian. Thì nếu thấy cái thẻ bất quốc nó không có nằm trong thẻ S, cũng không có nằm trong thẻ A, thì đây là một cái thẻ cũng không ngon lắm. Mình sẽ đi nhanh tiếp. Thẻ Petrelli nó lại hơi mình hơi tốn thời gian một chút. Đây nó có một thẻ S ha. Đây. Tiếp Overgrow. Rồi, không có luôn. Thì anh em dịch ra cái thẻ là anh em sẽ thấy ha, có những cái thẻ như là tấn công vào mục tiêu xa nhất hoặc là tấn công vào mục tiêu có phòng thủ yếu nhất. Đó là ưu tiên của những con mà anh em chọn chim. Đó là toàn bộ cái nội dung video mà mình muốn truyền đạt cho anh em. Cách chọn được những con pet, những con axi tốt và cách bui một cái team. Một team anh em không thể nào mà chỉ có ba con mà anh em vừa đi đấu PvP hoặc PvE được cùng một lúc ha. Tốt ít nhất anh em có từ 4 đến 5 con, bằng cách là anh em like ra. Những con pet mà anh em lỡ mua rồi mà nó không ngon thì anh em có thể là mang lên chợ bán lại với bằng giá, anh em có thể bán lời hơn hoặc là bán với giá thấp hơn, đó là tùy tùy mỗi anh em thôi. Rồi, có bất kỳ câu hỏi gì thì anh em cứ để lại bên dưới video này, mình sẽ giải đáp cho anh em và hẹn anh em ở những video tiếp theo về cái chủ đề game Axie Infinity này. Một cái game rất là tiềm năng, cá nhân mình đánh giá là một game rất là tiềm năng, đội ngũ rất là giỏi, có lộ trình phát triển rõ ràng ha. Anh em đăng ký kênh và xem những video sau của mình ha. Chào tạm biệt anh em.